Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang diễn biến phức tạp. Nhiều trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến các chuỗi lây nhiễm tại cộng đồng, các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cơ sở y tế, v.v. Trước nguy cơ xâm nhập, lây lan và bùng phát luôn thường trực, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã cho tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ để giám sát chủ động COVID-19 trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nay. Tại Bệnh viện 199 Bộ Công an, công tác phòng chống dịch luôn được bệnh viện chú trọng. Cạnh đó, để chủ động hơn nữa trong việc kiểm soát dịch, kịp thời phát hiện các trường hợp mắc COVID-19, không để dịch bệnh lây lan trong bệnh viện, việc xét nghiệm ngẫu nhiên định kỳ hàng tháng với tỷ lệ 30% đối với bệnh nhân và người nhà vẫn luôn được triển khai. Bệnh nhân khi vào viện thì những đối tượng mà thuộc dịch tễ, vùng dịch tễ thì phải điều trị ở khu cách ly. Còn những trường hợp mà không vùng dịch tễ, không có các triệu chứng về đường hô hấp mà bệnh lý khác thì vào, nếu có người nhà thì cả người bệnh và người nhà được xét nghiệm PCR real time để xác định có nhiễm COVID hay không. Lúc đó chúng tôi mới đưa vào khu điều trị. Trong quá trình điều trị thì định kỳ bệnh viện tổ chức lấy xét nghiệm cứ trong vòng 2 tuần một lần, lấy ngẫu nhiên ở các bệnh phòng để kiểm tra cái xét nghiệm COVID. Và những trường hợp ở ngoài tỉnh hoặc là một cái vùng mà họ phải di chuyển thì chúng tôi sẽ làm xét nghiệm SARS-CoV trước khi cho bệnh nhân ra viện. Còn đối với các nhà máy, phân xưởng, khu công nghiệp, việc lấy mẫu xét nghiệm cũng được triển khai định kỳ 7 ngày một lần. Đối với 20% người lao động, toàn bộ người tham gia cung cấp các dịch vụ cho cơ sở sản xuất kinh doanh như cung cấp suất ăn, lương thực thực phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ, vận chuyển, đưa đón chuyên gia người lao động. Thì khu công nghiệp Hòa Khánh hiện nay thì cũng có trên 30.000 công nhân. Thì trong tháng 5 thì cũng đã triển khai xét nghiệm 100% công nhân lao động ở trong khu công nghiệp và thực hiện theo cái kế hoạch 119 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thì sẽ định kỳ coi như xét nghiệm 7 ngày một lần đối với những người lao động trong khu công nghiệp, thì chú trọng đến những người như là bảo vệ, lái xe, những người phục vụ ăn uống, rồi những người tổ trưởng. Đó là những người mà tiếp xúc nhiều, có nguy cơ cao. Ngoài ra, việc lấy mẫu xét nghiệm định kỳ một tháng một lần cũng được triển khai với tỷ lệ 20% đại diện từng nhóm đối tượng trực tiếp cung ứng dịch vụ, tiếp xúc khách hàng như cơ sở lưu trú, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trường học, ngư dân, cũng như công chức viên chức tại các trung tâm hành chính, bộ phận tiếp dân. Việc xét nghiệm ngẫu nhiên định kỳ này là cơ sở để đánh giá đúng nguy cơ dịch COVID-19 trong cộng đồng, đánh giá mức độ các vùng an toàn để thực hiện tiêu chuẩn kép, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa tổ chức các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố.